Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô cùng các em tham gia chương trình dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam tổ chức. Ở các tiết học trước, các em đã học phần 6, tiếng hóa. Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu phần 7, sinh thái học. Chương 1, cá thể và quần thể sinh vật. Bài 35, môi trường sống và các nhân tố sinh thái. Nội dung bài học hôm nay gồm có phần 1 la mã, môi trường sống và các nhân tố sinh thái. Phần 1 nhỏ, môi trường sống. Phần 2 nhỏ, các nhân tố sinh thái. Phần 2 la mã, giới hạn sinh thái và ổ sinh thái. 1 nhỏ, giới hạn sinh thái. 2 nhỏ, ổ sinh thái. Trước tiên, cô cùng các em tìm hiểu phần 1 la mã, môi trường sống và các nhân tố sinh thái. Các em quan sát hình và nhận thấy các nhân tố bên ngoài môi trường. Nó tác động đến đời sống của cá như ánh sáng, nhiệt độ, nước, chất dinh dưỡng, các loại khí, độ pH. Thực vật, động vật, con người, vi sinh vật vân vân. Và cô cùng các em xét cụ thể một số nhân tố như nước, chất dinh dưỡng, khí oxy. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cá. Hoặc đối với thực vật, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp khi nó là thức ăn. Hoặc thông qua việc cung cấp oxy, nó ảnh hưởng gián tiếp đến đời sống của cá. Như vậy, các yếu tố xung quanh sinh vật, nó tác động đến đời sống của cá, người ta gọi là môi trường sống. Vậy, môi trường sống là tất cả các nhân tố bao quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật. Căn cứ vào nơi ở của sinh vật, người ta có thể chia thành các loại môi trường sống khác nhau. Các em quan sát hình để tìm hiểu xem các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật cụ thể như sau. Môi trường 1, đây là môi trường cạn, bao gồm từ mặt đất lên bầu khí quyển. Đây là môi trường sống chủ yếu của các sinh vật như các động vật ở cạn như thỏ, trâu bò, hoặc là trên bầu khí quyển là có các loài chim. Ngoài ra còn có các đối tượng thực vật khác. Môi trường số 2 là môi trường nước, bao gồm vùng nước mặn, nước ngọt, nước lợ. Có chứa các sinh vật thủy sinh sinh sống, chẳng hạn như cá, tôm, cua, ốc hoặc các loại rong rêu bèo. Môi trường thứ 3 là môi trường đất, bao gồm các lớp đất có độ sâu khác nhau. Trong đó nó có chứa các sinh vật đất sinh sống như dung đất, sùng đất. Và trong các đối tượng sinh vật như cá, chim, các đối tượng thực vật hoặc là thỏ, đây là nơi sống của các sinh vật khác, gọi là môi trường sinh vật. Trong cơ thể sinh vật, gồm động vật, thực vật, vi sinh vật, nó sẽ có các sinh vật ký sinh hoặc cộng sinh, sinh sống. Chẳng hạn như trong ruột thỏ, nó có các loài dung sáp. Tiếp theo, cô cùng các em tìm hiểu phần 2 nhỏ, các nhân tố sinh thái. Chúng ta xét lại ví dụ trước. Các nhân tố trong môi trường, nó ảnh hưởng đến đời sống của cá. Người ta gọi là các nhân tố sinh thái. Vậy, nhân tố sinh thái là những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật. Người ta thường chia các nhân tố sinh thái thành hai nhóm cơ bản. Nhóm thứ nhất, bao gồm các nhân tố ánh sáng, chất dinh dưỡng, khí, nước, độ pH. Những nhân tố này là nhân tố không sống, người ta gọi là nhân tố vô sinh. Vậy, nhân tố vô sinh là tất cả các nhân tố vật lý, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật có tác động đến sinh vật. Nhóm thứ hai là các đối tượng thực vật, động vật, con người, vi sinh vật, vân vân. Đây là những nhân tố sống, người ta gọi là nhân tố hữu sinh. Vậy, nhân tố hữu sinh là thế giới hữu cơ của môi trường và các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường. Và khi sinh vật sống trong môi trường, nó sẽ chịu sự tác động của môi trường. Ngoài ra, sinh vật cũng tác động ngược trở lại môi trường, chẳng hạn như số lượng cá ở trong hồ tăng lên thì nó có thể làm cạn kiệt nguồn dinh dưỡng hoặc ô nhiễm môi trường. Vì vậy, môi trường sống và sinh vật nó có mối quan hệ tác động qua lại với nhau.
trong các nhân tố sinh thái, nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh, thì nhân tố con người đóng vai trò quan trọng. Nó ảnh hưởng lớn đến môi trường sống và các sinh vật khác. Cụ thể, con người chúng ta có thể nuôi trồng các loại thực vật, động vật để cho nó sinh trưởng phát triển tốt. Nhưng chúng ta cũng có thể khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên này. Ví dụ cụ thể như, con người chúng ta có thể trồng cây gây rừng để phủ xanh đầu trạc. Nhưng cũng có thể chúng ta chưa ý thức hết được tác động của môi trường trở lại, nên chúng ta khai thác rừng bừa bãi, săn bắt các động vật hoang dã và thải các chất thải độc hại ra môi trường. Từ đó, làm cho lá phổi xanh của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ra nhiều hệ lụy như hạn hán, lũ lụt, hiện tượng hiệu ứng nhà kính hoặc ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí mà chúng ta đang sống. Và khi sinh vật sống trong môi trường, luôn chịu sự tác động của môi trường nhưng không phải sinh vật thay đổi phù hợp với điều kiện thay đổi đó. Mà đối với mỗi nhân tố sinh thái, sinh vật chỉ có giá trị thích nghi nhất định và có một nơi sống xác định. Và để tìm hiểu rõ sự ảnh hưởng này, chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 2 La Mã, giới hạn sinh thái và ổ sinh thái. Một nhỏ giới hạn sinh thái. A. Khái niệm. Các em quan sát sơ đồ tổng quát mô tả giới hạn sinh thái của sinh vật. Các em nhận thấy vị trí này là giới hạn dưới, hay còn gọi điểm gai chết dưới. Vị trí này giới hạn trên, hay còn gọi là điểm gai chết trên. Ngoài giới hạn dưới và giới hạn trên, sinh vật không có sức sống. Trong khoảng giá trị từ giới hạn dưới đến giới hạn trên, sinh vật có sức sống, người ta gọi là giới hạn sinh thái. Vậy, giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái, mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển được. Và các em có thể nhận thấy rằng, trong giới hạn sinh thái, sức sống của sinh vật không đồng đều nhau. Trong đó khoảng giá trị sinh vật sinh trưởng tốt nhất gọi là khoảng thuận lợi. Vậy, khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức phù hợp đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất. Bên ngoài khoảng thuận lợi, sức sống của sinh vật bị kìm hãm, gọi là khoảng chống chịu. Vậy, khoảng chống chịu là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lý của sinh vật, như sinh trưởng phát triển chậm, sinh sản ít. Và chúng ta có thể xem cụ thể thông qua ví dụ về nhân tố sinh thái của cá rô phi. Giới hạn sinh thái về nhân tố nhiệt độ của cá rô phi là nằm trong khoảng giới hạn từ 5,6 đến 42 độ C. Trong đó 5,6 là điểm gai chết dưới, 42 độ C là điểm gai chết trên. Từ 20 đến 35 độ C là khoảng thuận lợi. Từ 5,6 đến 20 độ C và từ 35 đến 42 độ C là khoảng chống chịu. Đối với cá rô phi là như vậy, còn đối với cá chép thì như thế nào? Các em có thể quan sát sơ đồ. Chúng ta nhận thấy giới hạn nhiệt của cá chép không giống đối với cá rô phi, mà nó từ 2 đến 44 độ C. Vậy qua đó chúng ta có thể kết luận rằng mỗi loài sẽ có một giới hạn sinh thái về mỗi nhân tố sinh thái. Đồng thời cũng qua sơ đồ này, chúng ta nhận thấy được cá chép sẽ có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn đối với cá rô phi. Và tổng quát đối với các nhân tố sinh thái, thì loài nào có giới hạn rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì có vùng phân bố rộng hơn và ngược lại. Tuy nhiên, giới hạn sinh thái đối với mỗi loài sinh vật không phải luôn luôn ổn định, mà nó có thể thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn sinh trưởng và trạng thái sinh lý. Chẳng hạn những cơ thể còn non, cơ thể già hoặc cơ thể trưởng thành bị bệnh lý hay đang sinh sản, thì giới hạn sinh thái đối với nhiều nhân tố thường bị thu hẹp. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về giới hạn sinh thái của các loài để có hướng nuôi trồng, chăm sóc hợp lý. Chẳng hạn như, đối với cá rô phi, chúng ta không nên nuôi ở điều kiện nhiệt độ 40 độ C. Tại vì đối với 40 độ C, làm cho quá trình sinh trưởng, phát triển của cá rô phi chậm và có thể không sinh sản. Và chúng ta cần không nên nuôi ở điều kiện 2 hoặc 44 độ C,
Vì ở điều kiện nhiệt độ này, cá rô phi không tồn tại. Hay đối với những trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, chúng ta không nên để ở điều kiện nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh để đảm bảo sự sinh trưởng phát triển của trẻ được thuận lợi nhất. Và đặc biệt đối với những giống cây trồng vật nuôi nhập nội, chúng ta cần phải tìm hiểu giới hạn sinh thái về các nhân tố nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ pH, v.v. để chúng ta có hướng nuôi trồng hợp lý, đảm bảo năng suất cao. Tiếp theo, cô cùng các em tìm hiểu sang phần 2 nhỏ, ổ sinh thái. Các em quan sát hình về sự phân chia nơi ở và ổ sinh thái của các loài sẻ trên tán cây rừng. Các loài trên đều có chung nơi cư trú là cây to. Đây là nơi ở. Vậy, nơi ở đó là địa điểm cư trú của loài. Mỗi loài trên cây to này đều có cách sống riêng, gọi là ổ sinh thái. Như sẻ đầu đỏ thường ăn quả ở trên cao, chim đớp ruồi thường ăn côn trùng, chim gõ kiến thường ăn kiến và các loại côn trùng khác. Sẻ ấp lò thường ăn hạt dưới đất. Như vậy, đối với ổ sinh thái riêng, đối với từng nhân tố sinh thái, người ta gọi là giới hạn sinh thái của nhân tố đó. Tuy nhiên, trong tự nhiên, sinh vật chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố sinh thái và tổ hợp giới hạn sinh thái của các nhân tố đó làm thành ổ sinh thái chung của loài. Vậy, ổ sinh thái là một không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển. Qua đó các em có thể trả lời được câu hỏi: tại sao các loài chim sẻ lại có thể sống trên một cây? Vì các loài sẻ này nó có cách khai thác nguồn thức ăn khác nhau, nên chúng ít xảy ra hiện tượng cạnh tranh. Khi sinh vật sống trong một ổ sinh thái nào đó, thường phản ánh đặc tính của ổ sinh thái đó thông qua các dấu hiệu hình thái. Chẳng hạn như ví dụ sau, trong cùng một cây to có thể có loài chim ăn hạt, nó có mỏ ngắn. Đối với chim hút mật có mỏ nhọn dài, đối với chim ăn sao thì mỏ ngắn nhọn sắc để bắt được sao. Vì những loài chim này sử dụng nguồn thức ăn khác nhau nên có hiện tượng phân ly ổ sinh thái dinh dưỡng, nên chúng không cạnh tranh với nhau. Thêm một ví dụ khác, về giới hạn sinh thái nhân tố ánh sáng đối với các loài cây, thì tầng vượt tán bao gồm những loại cây ưa sáng, nó vươn lên cao để thu nhận được nhiều ánh sáng mặt trời. Tầng tán rừng gồm các cây ưa sáng, nó tạo thành một lớp dài để che chắn các loài cây bên dưới. Đối với tầng dưới tán và tầng thẳm xanh là các loại cây ưa bóng, nó sinh trưởng phát triển mạnh dưới tán cây khác. Cuối cùng là tầng đáy rừng gồm các lớp thẳm mục và các loại nấm không cần ánh sáng. Và các loại cây tập hợp lại với nhau hình thành nên các ổ sinh thái về tầng cây trong rừng mưa nhiệt đới. Sự phong phú đa dạng của các loại thức ăn, nơi ở và điều kiện sinh thái khác nhau là những nhân tố cơ bản trong sự phân hóa ổ sinh thái. Và khi các loài khác nhau cùng sống trong một nơi ở, không phải hoàn toàn có sự phân ly ổ sinh thái như vậy, mà nó có thể xảy ra các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, loài A và loài B có ổ sinh thái dinh dưỡng không giao nhau. Loài C và loài D có ổ sinh thái dinh dưỡng giao nhau. Vậy, khi ổ sinh thái dinh dưỡng giao nhau và không giao nhau, gây ra những hậu quả gì? Đối với loài A và loài B, ổ sinh thái không giao nhau thì chúng không xảy ra hiện tượng cạnh tranh về dinh dưỡng. Còn đối với loài C và loài D giao nhau sẽ xảy ra hiện tượng cạnh tranh về dinh dưỡng. Và vùng giao nhau này càng lớn thì sự cạnh tranh càng khốc liệt, có thể dẫn đến cạnh tranh loại trừ. Có nghĩa là loài thua cuộc, bị tiêu diệt hoặc dời đi nơi khác. Do đó các loài gần nhau về nguồn gốc, khi sống trong cùng một sinh cảnh, cùng sử dụng một nguồn sống. Do đó các loài gần nhau về nguồn gốc, khi sống trong một sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn,
thì chúng có xu hướng phân ly ổ sinh thái về không gian sống, nguồn thức ăn, cách khai thác nguồn sống để làm giảm hiện tượng cạnh tranh. Ví dụ như các loài sẻ cùng sống trên một cây ở ví dụ trước. Vậy, sự trùng lặp ổ sinh thái của các loài là nguyên nhân gây ra sự cạnh tranh giữa chúng. Phần giao nhau càng lớn, sự cạnh tranh càng khốc liệt và có xu hướng phân ly ổ sinh thái, dẫn đến giảm hiện tượng cạnh tranh. Vì vậy, chúng ta cần phải nghiên cứu ổ sinh thái của các loài để chúng ta có thể nuôi nhiều loài chung trong một môi trường để khai thác tối đa nguồn sống và mang lại hiệu quả cao. Trong thực tế, các em có thể bắt gặp hiện tượng người ta trồng chung cây nghệ với cây cao su hoặc những cây khác. Và hiện tượng trồng chung như thế này gọi là gì? Đây là hiện tượng xen canh. Vậy, dựa vào cơ sở nào mà người ta thường xen canh cây nghệ với cây cao su hoặc cây khác? Đó là do ổ sinh thái của các loài này khác nhau. Cụ thể, cây nghệ là cây ưa bóng, nó sinh trưởng mạnh dưới bóng của cây khác mà vẫn cho năng suất cao. Ngoài ra, khi chúng ta trồng chung cây nghệ với cây cao su như vậy nhằm tận dụng được diện tích và đồng thời chúng ta hạn chế được cỏ dại ảnh hưởng đến cây cao su trong giai đoạn còn nhỏ. Đồng thời, cây nghệ cũng là cây ngắn ngày, chúng ta có thể khai thác sớm trước khi thu hoạch mũ cao su. Không những chúng ta vận dụng trong việc trồng cây, mà đối với việc nuôi các loài động vật, chẳng hạn như nuôi ghép cá nước ngọt trong ao. Chúng ta có thể nuôi ghép cá mè trắng, cá trắm cỏ, cá rô phi chung trong một ao. Vì người ta dựa trên cơ sở, cá mè nó sống ở tầng nước mặt và tầng giữa. Thường nó ăn các sinh vật phù du hoặc bột ngũ cốc. Đối với cá trắm cỏ sống ở tầng nước giữa, nó thường ăn các đối tượng thực vật như cỏ, lá, rau bèo, chuối thái nhỏ hoặc bột ngũ cốc. Còn cá rô phi, nó sống ở tầng nước giữa và đáy. Nó thích ứng cao với độ mặn. Nó thường ăn tạp và mùn bã hữu cơ hoặc các loại rau bèo. Như vậy, khi chúng ta nuôi chung trong một ao, dẫn đến kết quả đó là thức ăn còn thừa ở tầng trên nó sẽ rớt xuống tầng dưới có đối tượng khác sử dụng và cuối cùng có cá rô phi khai thác các chất bã đó. Như vậy, nơi ở có thể chứa nhiều ổ sinh thái đặc trưng cho từng loài mà chúng không cạnh tranh gay gắt với nhau nên có thể nuôi chung với nhau. Tuy nhiên, khi số lượng loài và số lượng cá thể mỗi loài nhiều dẫn đến không gian chật hẹp, vì vậy chúng sẽ cạnh tranh với nhau về nơi ở. Nên chúng ta cần phải tính toán mật độ và số loài phù hợp để đảm bảo khai thác tốt nguồn sống và đem lại năng suất cao. Qua bài học này, chúng ta có thể tóm tắt một số nội dung như sau. Phần 1 La Mã, môi trường sống và các nhân tố sinh thái. 1. Môi trường sống. 2. Nhân tố sinh thái. Phần này các em xem lại sách giáo khoa. Phần 2 La Mã, giới hạn sinh thái và ổ sinh thái. Thứ nhất, giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển được. Trong khoảng giới hạn sinh thái có khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu. Phần 2, ổ sinh thái là không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn cho phép loài đó tồn tại và phát triển. Còn nơi ở là địa điểm cư trú của loài. Sau khi học xong bài này, các em làm các bài tập luyện tập sau đây. Câu 1. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà ở đó A. Có thể tồn tại phát triển ổn định theo thời gian. B. Sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất. C. Bị kìm hãm sinh trưởng và phát triển. D. Không thể sinh trưởng và phát triển bình thường. Đáp án A. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật có thể tồn tại phát triển ổn định theo thời gian. Câu 2. Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái
ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất, được gọi là câu A, khoảng chống chịu, câu B, khoảng thuận lợi, câu C, giới hạn sinh thái, câu D, giới hạn trên. Đáp án B. Khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất, được gọi là khoảng thuận lợi. Câu 3. Khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lý của sinh vật được gọi là A. Khoảng chống chịu, B. Khoảng thuận lợi, C. Giới hạn sinh thái, D. Giới hạn dưới. Đáp án A. Khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lý của sinh vật được gọi là khoảng chống chịu. Câu 4. Giả sử giới hạn sinh thái vì nhiệt độ của bóng loài như sau. Loài A 10 đến 38 độ C. Loài B 10 đến 36 độ C. Loài C 5 đến 39 độ C. Loài D 8 đến 38 độ C. Loài có khả năng phân bố rộng nhất và hẹp nhất về nhân tố nhiệt độ lần lượt là A, loài C và loài D, B, loài D và loài A, C, loài C và loài A, D, loài C và loài B. Để làm được bài này, các em xét các trường hợp sau. Giới hạn sinh thái của loài A từ 10 đến 38 có biên độ dao động là 28 độ C. Loài B từ 10 đến 36 có biên độ dao động là 26 độ C. Loài C có biên độ dao động từ 5 đến 39 là 34 độ C. Loài D có biên độ dao động từ 8 đến 38 là 30 độ C. Vậy, đáp án là loài C có khả năng phân bố rộng nhất, loài B hẹp nhất. Câu 5. Một không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển được, gọi là A. Môi trường sống, B. Ổ sinh thái, D. Nơi ở, C. Nơi ở, D. Giới hạn sinh thái. Đáp án B. Một không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn cho phép loài đó tồn tại và phát triển, được gọi là ổ sinh thái. Câu 6. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng? 1. Ổ sinh thái của một loài là không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn cho phép loài đó tồn tại và phát triển. 2. Ổ sinh thái là tập hợp nhiều loài trong cùng một nơi sống. 3. Trên một cây to có nhiều loài chim cùng sinh sống, có loài mỏ ngắn ăn hạt, có loài mỏ dài hút mật, có loài mỏ sắc nhọn ăn sâu bọ, là ví dụ về sự phân ly ổ sinh thái. 4. Những loài gần nhau về nguồn gốc, khi sống trong cùng một sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn, thường có xu hướng phân ly ổ sinh thái để giảm cạnh tranh. Đáp án 3 phát biểu gồm 1, 3, 4. Câu 7. Trích đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2016. Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào bao nhiêu hoạt động sau đây? 1. Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn. 2. Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao. 3. Trồng các loại cây đúng thời vụ. 4. Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi. Có 3 phương án đúng là 1, 3, 4. Bài học đến đây kết thúc. Cô chúc các em học tốt. Thân ái chào tạm biệt.